Đây. Ồ, cái này nó hơi trơn trơn. Đó. Giờ bữa nay chạy trồn có khách nha các bạn. Giờ nhìn xung quanh ha, nhìn xung quanh. Đó. Thấy cái thiết kế chuồng của anh không? Có ý kiến, có thắc mắc gì không à? Giống như có gì thắc mắc nó hỏi anh trả lời luôn. Quay hướng này nè Nguyễn. Quay hướng ngang ngang qua đây nè. Thiết kế cửa mỏng này có ok. Cái này cái này anh làm ngang có sâu quá là 8 tấc. 8 tấc. Ừ, 8 tấc chứ 1 mét. 8 tấc. Ừ. Tại vì 68. 68. Ừ. Hôm nay em có đất rộng em làm 6 1 mét cũng được đó. 6 sao cao 6 ngang 6 dài 1 mét luôn á. Cho thoải mái hơn trồn hơn. Tại vì trên cái mặt địa của anh nó không rộng được nữa. Anh thiết kế nó hơi nhỏ chút xíu. Nhưng sau này có làm anh làm rộng ra. Ừ. Này trồng bố mẹ em á, trồng phối, trồng nhảy này kia rồi đó. Đó. Đây, anh đang phối cặp này. Con giống á, đực giống nè. Đó. Con này đực nè, đực giống. Đó. À, lúc mà đỉnh điểm của nó là 6,2 kg. 6,2 kg. 6,2 kg lúc này nhảy nhiều quá chắc còn cho có 6 kg. Nè. Quay xích gần gần lại đây Nguyễn cho mấy bạn coi luôn đó. Thì mấy con giống của mình nó đực nó tầm 5 kg trở lên không à, nếu cơ tơ thì cũng tầm 5,5 kg, mà con nào mà nhảy thành thục chuẩn luôn nó cũng cỡ 6 kg, 6 kg mấy. Con này nó lúc đỉnh điểm nó 6,2 kg thon dài. Bên này cái của anh nè, cái nè đó, cái này mang bầu à. Cái này nó vừa xong lứa con được rồi, nó bắt đầu nó nhóng lên giống, anh mới ghép vô cho nó ấy. Cái này trên 4,5 kg rồi, cái này chắc có gần 5 kg rồi đó, nó đẻ được 3 lứa rồi. Nó dài lắm. Cái này nó ăn ngồi cá phi ấy thường không? Anh cho nó ăn cá phi là chính, cá rô phi mình á, cá rô phi. Rồi thỉnh thoảng từng anh cho nó ăn thêm 2 lần cá chê, lươn, rồi cua đồng của mình. Rồi nói chung là đa dạng thức ăn lắm. Cái đó là nguồn bổ sung ha? Bổ sung cho nó. Còn chính là cá phi rồi. Nguồn thức ăn chính là cá phi. Cái bữa chính nó vẫn là cá phi. Trái cây chuối rồi. Chuối, trái cây thì em cho ăn luôn cái bữa chính. Ví dụ như cái con chồng lớn đó nha, nó cái khẩu phần ăn nó khác. Cái con trồn mà nó nói chung là mỗi một cái lứa vậy là nó có mỗi cái khẩu phần ăn riêng. Ví dụ như trồn con thì nó có cái khẩu phần ăn riêng của nó, còn con trồn tơ thì nó có khẩu phần riêng của nó, còn cái con trồn mà nó có bầu nó có cái thực đơn riêng của nó nữa, rồi con trồn sinh sản nó có cái thực đơn, rồi trồn đực nó có thực đơn riêng nữa. Thì mấy cái chi tiết đó sau khi mà em bắt giống về đến cái giai đoạn nào á thì anh sẽ chia sẻ cho em trong cái thời gian mà mình nuôi tới đó đó. Giống như hiện tại em bắt cái trồn lứa 2 tháng 3 tháng thì một tí anh sẽ chia sẻ cái cách cho ăn cái lứa 1 tháng 2 tháng, rồi cái tới nó lớn hơn nữa mình mới cho ăn như thế nào nữa. Chứ không phải là lúc nào cũng giống nhau nha, con trồn lớn nó ăn khác với con trồn nhỏ, con trồn bầu nó khác với con trồn tơ nó khác nữa. Giai đoạn nào mình cần thúc mồi á, chất dinh dưỡng nó khác nhau ha. Đúng rồi, chất dinh dưỡng nó khác nhau. Ví dụ như cái giai đoạn nào mình cần thúc mồi để cho cái con trồn mình nó phát triển, nó lớn, nó cần dinh dưỡng cái giai đoạn nào. Còn cái giai đoạn nào nó đã lớn rồi mình cần cái gì để cho nó lên giống. Đó, người con trồn được ăn cái gì, những cái gì để cho nó sung mà nó nhảy tốt, hiệu quả. Nó mỗi một giai đoạn như vậy là nó có cái khẩu phần ăn nó khác nhau. Nó riêng. Đó. Thì con thơm phải không? Con đực thì nó thơm. Con đực thì nó có cái túi hương á. Nó khi mà nó trưởng thành là em đứng dưới gió em nghe có cái mùi thơm thơm đúng không? Cái mùi mớp mớp á, mùi mớp á, thơm thơm mùi mớp. Ừ. Con đực trưởng thành là nó có cái xạ hương. Nó tiết ra. Để giống như là nó dẫn dụ với con cái nó vậy đó. Cái con đực là nó có cái mùi thơm đó nha. Ủa thường thường là nghe là
trộn, nó hoạt động vào ban đêm, cái bữa ăn bằng ngày đó mình có cho ăn nó giống như thường ngày không hay là ban ngày thì em cho ăn cái bữa phụ thôi, phụ giống như là mình sáng mình cho nó ăn thêm con cá hoặc là một trái chuối hay trái chuối gì đó, mình cảm thấy cái con đó nó đang thiếu dinh dưỡng hay là mình đang thúc nó thì mình cho nó ăn thêm cử buổi sáng. Còn cái buổi chính nó vẫn là cái buổi tối, buổi chiều tối khoảng 5 giờ trở đi là bắt đầu con tròn nó bắt đầu nó hoạt động, nó ăn về đêm. Còn cái con tròn mình nói nó hoạt động về đêm là con tròn rừng nó hoạt động về đêm là đúng. Còn anh thấy cái con tròn nuôi của mình anh thấy giờ nào nó cũng hoạt động được hết trơn. Nó thường trong trại mình rồi, nó hoạt động dễ lắm. Ví dụ như em cho nó ăn cử sáng, làm cho ăn cử sáng, nó quen ăn cử đó. Nhưng có nhiều người ta cho ăn ban ngày không cho ăn ban đêm. Thì đó là như vậy, mình nói là về đêm nhưng đúng là ở gừng đó, nó mới đi săn. Tại thường anh nghe người ta có nói nhưng mà mình cũng không có tìm hiểu sâu gì đó. Tại đôi khi mỗi cái cách nuôi của mỗi người đúng rồi. Mỗi trại có mỗi cách nuôi riêng, rồi cái cách thiết kế chuồng trại lồng riêng nữa. Bên này bên trại tròn có khách các bạn, có bạn Tấn ở trung tỉnh đến chia sẻ tròn giống. Thì bữa nay mình dẫn bạn vô để mình chia sẻ những cái hình ảnh ở trong cái trại tròn của mình, cũng như là chia sẻ con giống cho bạn, cũng như là thông qua cái video hôm nay để chia sẻ một số cái hình ảnh về kênh YouTube của mình. Cũng lâu rồi không có đăng đó. Rồi có gì thắc mắc về những cái con tròn, về giống như cái kỹ thuật nuôi, rồi chuồng trại đây em nhìn thấy đúng không, nhìn thấy kích thước này kia, nói chung là chuồng thì dễ lắm. Cái này là nước là mình nước tự nhiên hay sao? Nước này em cho uống nước trong tên được rồi, nay nè Nguyễn. Nước cây nước mình ha. Mình ra. Nước cây nước của mình á. Nếu có người kỹ hơn thì mình cho uống nước chính để nguội. Đó mà nhưng mà em đảm bảo là phải sạch sẽ. Cống ăn cống uống của mình phải vệ sinh cho nó sạch sẽ hàng ngày. Chà rửa cho nó sạch. Cái này nó gọn. Nó gọn ha, đúng không? Cái này anh thiết kế thì nó gọn nè, quay cho các bạn coi Nguyễn thì ở đây em có xem mấy cái video trước anh có chia sẻ mà đúng không? Thì cái này là nó anh làm cái vòng gọn vậy nè ha, là cái này sau khi mình tháo ra nó dễ, nó vệ sinh nó dễ thật. Thì cái này là cái cống mà mình nước đá tủ lạnh đó, cống 90 được rồi. Thì anh làm một cái vòng đó, cái vòng giữ cái cống này là con tròn ban đêm nó hoạt động về đêm, nó nhảy lên nhảy xuống á, mình sợ rớt thì mình làm thêm cái chốt này nè. Chốt này em khóa lại ha. Em dặn sâu vô nè. Dặn vô đây nó hơi, cái này nó hơi lâu ngày nó hơi cứng nè. Dặn sâu vô thì nó không có nhảy lên được, đơn giản thôi. Nè, khóa miệng lại thì nó không có tựng lên trên được, nó không gớt ra đó. Nếu mà mình làm mà mình không khóa lại thì nó gớt ra, ban đêm nó làm lỗng cổn nó ảnh hưởng tới mấy con khác nữa, nó quảng á, nó nghe âm thanh. Mình giảm cái âm thanh càng giảm càng tốt. Thì mình làm sao mà nó đơn giản nhất mà nó hiệu quả là vậy. Sau khi mình tháo ra vệ sinh đúng không, em tháo ra cái là nó lẹ không, thao tác mình nhanh lẹ. Còn em làm mà kiểu mà xỏ lỗ hai cọng dây chì á, mình phải lấy kìa mình mở ra mở vô nó lâu lắm, mất thời gian lắm. Ví dụ như em vệ sinh hết trơn nguyên cái dãy chuồng này, mỗi chuồng 5 phút mà. Còn cái vách này nè, em chú ý nè, em có làm chuồng mà làm cái vách này nè, mấy cái vách ngăn này nè, là phải có cái vật liệu gì nó chắc chắn. Mấy cái vách ngăn này nè, làm ở đây là làm tôn bằng nè, đây là tôn bằng nha. Khi mà con tròn ban đêm nó cái tai nó vịn vô nó không có phát ra cái âm thanh, càng yên tĩnh càng tốt. Mình tránh mình làm cái vách thiết á, con tròn mà nó chụp vô hoặc là nó nhảy nó nhào nó nghe đùng nó không tốt đó, mình nên hạn chế đó. Em làm bằng cái vách gì? Thiết đúng không? Thiết á thì em phải thiết kế lại. Một là cái miếng thường là anh thấy anh mấy anh em người ta làm bằng cái ống á. Ống nước của mình á. Nước là gì, lập dẹp đó hả? Em ngâm nước á, em nấu nước nóng lên á. Nấu nước nóng cho qua hơi lửa nha. Nấu đun nó lên cho nó nóng cho cái ống nó giãn ra. Thì xong mình cán nha, lấy cái đồ mình cán ra cái ống nước á, anh thấy cái đó cũng hiệu quả đó. Em mua cái ống khoảng 2 tấc mấy gì đó, mình tính ra cái ví dụ cái vòng tròn mình tính ra cái bán kính nó bao nhiêu, rồi ra cái chiều dài nó bao nhiêu, mình tính ra mình xài bao nhiêu mình mua cho vừa, từ 2 tấc rưỡi 3 tấc gì đó. Cái này khác,
đó không? Còn cái này nè, mấy cái này nữa nè, đây nè Nguyễn, lại xích lại đây quay lại cho mấy cho anh coi, rồi cho bà con coi luôn nè ha. Mấy cái kẻ này miễn sao gì sao anh làm cái nó thích gì không? Cái này á là khi mà con tròn mà nó có đúc đuôi á, nó có cái đúc cái đuôi qua đây nè, không? Thường là ban đêm á, hoặc là khi con tròn nó lớn nó sẽ đúc cái đuôi qua ra ngoài á, nó quắn ra ngoài, con bên đây nó chụp cái đuôi, con kia nó cắn đứt đuôi đó. Một cái kinh nghiệm nhỏ thôi nè, mấy cái này nè anh, mấy cái giáp chuồng này anh làm cho nó dày hơn đó. Sau này á sẽ những cái khe mà giáp chuồng anh sẽ làm dày hơn ha. Cái kinh nghiệm nhỏ cái này, cho đây là còn có à, mấy con này là mấy con tơ lan lên giống á, đang khối đang lên. Ừ. Tơ nè, thấy không? Rồi nắp chuồng, cửa chuồng em làm cho nó chắc chắn chút nha. Chắc chắn nè. Quá ok. Ừ. Khóa mở rồi. Khóa này khóa đồng tiền. Khóa đồng tiền là tự khóa hả? À, em bỏ mạnh xuống là nó khóa lại à. À. Mình có quên á, mình mở nắp mình cho ăn hay là mình bắt gì á, mình có quên mình bỏ xuống mạnh nữa là tự khóa lại. Bắt con đực khác bầy cho em. Bự hơn nữa, đực khác bầy bự hơn nữa là ưu tiên luôn rồi đó. Tại giúp em đi mốt rồi chung. Anh thấy cái con này nó bự hơn nè. Bây giờ cũng mới lập nghiệp mà tùm lum chuyện. Đúng rồi. Con này nó khác bầy nè. Mới thì lúc nào cũng khó khăn. Thì lúc nào còn về còn quá cái gian nan dữ như chăm sóc nữa chứ. Phải rồi, mình bước vô mình khởi nghiệp là mình phải như vậy đó, nó có nhiều khâu nữa. Chung là đó giờ anh cũng trải qua rồi đó. Ừ. Nó còn nhiều rồi. Cái nữa. Nên biết đi. Nói chung là cái này cũng đam mê của em, nó làm chứ không đam mê cũng không làm. Đúng rồi đó, em phải có đam mê mới làm. Đam mê dữ lắm. Ừ. Để nó quay qua đây anh dẫn cho em vòng đi. À, có quay không em? Có đang quay qua đây đi, qua đây. Bớt mưa nè. Anh dẫn cho em vòng. Cái qua đây đi nè. Cặp này là đẹp lắm, ông anh ở Vũng Tàu, ông mới điện hôm qua, ông kêu mày gửi cho anh 12 đi. Nó không được, tôi đã hứa rồi, không nói bậy được. Ông thèm cái con đực này với con cái này lắm. Ông nói mày gửi cho anh 12 anh chuyển tiền cho mày luôn. Nó không, tôi đã hứa rồi, nó có một cặp 1-2 triệu không tới đâu đâu. Ông đợi lúc sau đi. Chích đi nè. Hãy nói tới cái vụ này, cái móc này nè, em có làm cái lỗ này không? Có làm lỗ thì ở trên cũng vậy, ở dưới cũng vậy nữa, đúng không? Phải cẩn thận, mình cho cái này nó chắc chắn hơn. Cái móc này không là anh tốn hết là 4 con chồng con. Con bự nó qua nó cắn á. Phải cẩn thận cái chỗ này. Em làm cái cách nào để mà gài nó lại cho nó đừng có nhảy ra. Nếu mà em làm cái cửa trên thì phải làm cho nó chắc luôn, đúng không? Từ mấy cái khóa gài này nè. Có thể em làm những cái khóa khác cũng được, nhưng mà mình đảm bảo là nó chắc chắn. Đừng khóa phen á, khóa phen đúng không? Thì sao cũng được, tại mình số lượng ít á, mình cũng quản lý được, nó nhiều quá thì mình cũng phải thiết kế đi. Đúng rồi, sao cũng được hết á. Dẫn cho em đi vòng em coi mấy con tròn lứa cũng có, mà chuẩn bị lên giống cũng có, tơ cũng có, đẻ thì ở phía sau. Nó mấy đực này tơ mấy con này lứa tơ khoảng 5 tháng, mấy cái lứa này lứa tơ khoảng 5 tháng. Nói chung là cái con cái bên anh á, tơ á là tầm khoảng 4 kg, nó đẻ xong lứa là khoảng 4,5 kg, dài trở lên. Nó lớn lên từ từ nè. Con cái này, cái này là bữa nay là 4,7 kg, 4,7 kg nè. Cái này nè đẻ 3 con nè. Cái lứa mà anh nói với em đó, nó đang ăn nè. Cái lứa này nè, anh hứa với em nè, hai con cái một con đực, mà anh thấy nó nhiều khi em người mới á, nuôi con tròn nhỏ hơi khó khăn, em bắt cái lứa kia nó bự hơn tí xíu thì nó cách cái thằng kia nó hơi xa mà, thấy không? Cái không đó, dài đẹp, cái dài. Ừ, cái dài đẹp. Đây ổ này thì 4 con đó, lú lên trên nó hơi dữ, con này nó hơi dữ không mày? Bảo vệ con. Bảo vệ con. Nó bảo vệ con đó. Con này nhỏ tháng hơn cái con kia. Nhỏ tháng hơn. Nó tự chăm sóc luôn à? Nó tự chăm sóc mà. Đẻ ra là tất cả tự chăm sóc hết. Cái này là to đó. Tơ còn nhỏ.
ấy mực chiến á này sáu ký mấy hơi khó kiếm không phải vậy. Hàng này hơi khó kiếm tại vì tuyển qua nhiều đợt á nó được như vậy à, hàng thường là 5 ký mấy là nhiều, 5 ký rưỡi, 5 ký, 5 ký rưỡi là nhiều, còn 6 ký mấy hơi khó. Có những anh em có những chạy khác con 7-8 ký cũng có nữa. Cái này là anh nuôi để cho đây nó chỉ đi qua lại rút ra rút lại thôi chứ anh đâu có sang bắt được không? Bắt được bình thường. Đó là làm người quen ha. À, không em bắt được em lấy cái giọt em chụp nó. À, đây anh có cái giọt nè. Đây. À, chui đầu. Chui vô. Bây giờ em muốn bắt em di chuyển hôm nào em bắt em bỏ vô. Em đi lại lòng đó em bỏ vô. Còn mấy cái chỗ nào gần gần á thì mình kéo cửa cho nó chạy qua. Đó. Mình phải có hai phương án, một là kéo cửa cho nó chạy qua, hai mình bắt di chuyển nữa. Mình còn phải di chuyển giống như chỗ này chỗ kia hoặc là nó cái bản năng nó như vậy đó. Mình tròn mình đưa vô nó thịt nó kè vậy đó. Nhầm con nếu mình thừng nó từ nhỏ mình ôm nó từ nhỏ thì nó dạng. Nó mưa gặp đan bão. Hơi ồn nha các bạn. Cái chuồng trại tổng quan á, thì em nhìn sơ qua thì cũng hiểu ha. Coi ở trên kênh YouTube của anh cũng như là bây giờ tới thực tế thì anh giới thiệu cho em về những cái mẫu chuồng, những cái chú ý khi mình làm chuồng, rồi đến con giống, rồi đến cái kỹ thuật nuôi. Ví dụ như em chuẩn bị bắt chồng con về nuôi rồi em khó thắc mắc gì, có những cái thắc mắc gì. Mình thường mình ở quê thì mũi mồng nó hơi nhiều anh, cái này đó có chịu được con mũi không? Mũi thì mình giảm bớt, tại vì con mũi là cái con trung gian truyền bệnh này kia rồi ha. Em giảm bớt giống như mình hạn chế bớt ban đêm, ví dụ nhiều quá mình xịt mũi. Mình giảm xịt mũi. Vẫn xịt mũi mà những cái loại mà thuốc diệt mũi mà được phun lên trên người của động vật đó nha. Chứ đừng có xịt những cái loại mà nó độc hại cho động vật. Thì mình xịt tránh nó hoặc như thế nào đó để mình diệt nó. Mình làm mùng thì chắc không hiệu quả rồi, chỉ xịt mũi thôi. Còn ở đây thì anh có cái hệ thống ở trên đây. Đó, hệ thống ở trên trần nhà nè. Máy phun sương của mình đó. Nhưng mà không phải để phun sương làm mát. Tại vì chuồng anh nó chuồng hở mà. Anh làm cái hệ thống này để mình xịt mũi ban đêm á. Lúc mà, những lúc mà mũi nhiều. Ở vùng anh là làm nông, làm ruộng á. Lúc mà người ta cắt lúa xong á mũi nó nhiều lắm. Rồi bắt đầu những ngày đó là mình xịt hỗ trợ nó ban đêm. Mình cài đặt cái hệ thống giống như hệ thống này nè, ví dụ như bao nhiêu tiếng nó xịt lần. Để đâu phải mình ban đêm mình phải nghỉ ngơi chứ, để cho nó tự hoạt động. Anh đây anh có hai cái bộ phun sương á để mình xịt mũi. Mình pha thuốc hóa chất vô là ban đêm nó tự động nó xịt. Dây điện vô, ví dụ như mình cài 2 tiếng nó xịt lần, 3 tiếng nó xịt lần vậy đó. Là tự nó hoạt động, tự nó ngắt. Xịt một lần bao nhiêu giây, bao nhiêu phút vậy đó thì tự nó hoạt động, tự nó ngắt. Đó, cái này không phải là để mình làm mát đâu nha. Không phải. Nhiều bà con hỏi mình làm cái hệ thống phun sương làm chi. Em nghĩ nếu mà đến cái chuồng trại của anh thì chắc em nghĩ cái nó phải nóng. Tại vì xung quanh ao hồ. Ao hồ, với lại chuồng thoáng nữa. Với lại hai nữa là mình sát trùng ở trên. Ở dưới anh em đi phun ở dưới á, định kỳ một tuần khoảng 2-3 lần sát trùng chuồng trại. Rồi ở trên thì xịt ở trên. Đó, nó vừa xịt sát trùng rồi vừa xịt mũi. Hai nhiệm vụ nó như vậy. Còn cái phun sương không có. Không cần đâu. Con chuồng không cần phải phun sương đâu. Không phải. Tự động cái đó anh làm tự động. Tự động ban đêm nó để nó tự nó phun. Vệ sinh này là một cái diện tích còn mới đúng không? Còn vệ sinh là 1 ngày 2 lần. Sáng chiều. Xịt còn á, tự trùng á. Vệ sinh mình xịt nước bình thường à. Còn đến ngày á em xịt thuốc sát trùng á. Phun thuốc sát trùng 2-3 ngày phun lần, phun khắp chuồng á. Mình giảm cái mầm bệnh. Đó. Giảm cái rủi ro cho mình. Còn cái con tròn á em nuôi về á em chó mèo á thì mình nên chích ngừa cho nó, chích ngừa mấy con chó mèo, tại vì nó có cái bệnh là bệnh ca ghê á,
cho ghê gọi là đi 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 phân máu thì ẻ cái máu á là nó lây qua chồn mình nha. Nó lây được sao? Nó lây dữ lắm luôn á. Cái bệnh đó là cái bệnh là người ta nuôi chồn nó sợ lắm á, bệnh ca ghê á, sợ lắm. Mình nên hạn chế đi bớt nếu là người lạ vô chạy mình à. Rồi chó mèo á xung quanh á nó có bệnh gì đó mình tiêu quỷ hoặc là mình xử lý như thế nào hoặc là mình chích người trước đó, đừng có để nó xảy ra. Cái đó nó lây nha, bệnh ca ghê nó lây lắm. Anh em người ta nuôi chồn là người ta nghe tới ca ghê là người ta sợ lắm đó. Ngừa thì mình chích có ngừa thôi, tại bệnh đó là bệnh do virus mình không có trị được, ngừa thôi, ngừa chung với chó. Chó mèo nó cái vật thể nó cái kháng sinh nó cũng tốt à, cái bệnh nó cũng nguy hiểm. Nguy hiểm đó là chú ấy có nhiều đó. Còn cái khẩu phần ăn của chồn con thì chút anh chia sẻ chi tiết hơn, giống như mình bổ sung những cái vitamin hay là men tiêu hóa hay là giai đoạn nào mình cho nó ăn cái gì thêm á, chút anh chia sẻ chi tiết hơn. Mưa lớn quá không biết bà con có nghe không. Mưa lớn quá các bạn, đang bảo ok sao em này là dội nước rồi đi luôn. Đúng rồi, cái này là cái máng nước nè, máng này để hứng phân đúng không, máng này để hứng phân á là mình phải xem phân chồn mỗi buổi sáng mỗi ngày, phải xem phân nó coi phân có đóng khuôn không. Nếu mà phân đóng khuôn là tốt, có nghĩa là nó đóng khuôn cục đó là tốt. Hoặc là đi phân lỏng để mình nắm bắt được kịp thời để mình xử lý, đừng có để tới nó quá muộn. Tại vì phân lỏng là nguy hiểm à. Đúng rồi, phân lỏng là tiêu chảy đó, thì mình coi nó như thế nào. Ví dụ như mình thay đổi thức ăn đột ngột quá nó bị tiêu chảy thì có thể nó tự hết, hoặc là nó tiêu chảy kéo dài ngày hai ngày bỏ ăn rồi mình phải coi bắt bệnh nó như thế nào nữa, nó nhiều cái khâu nữa. Nhưng mà em theo dõi nó như nó bỏ ăn mà nó đi tiêu chảy thì mình coi cái phân nó, hoặc là mình mua que về mình test mình xét nghiệm nó như thế nào coi nó là cái bệnh gì để mình có hướng điều trị. Còn mà nó bị tiêu chảy giống như là thay đổi thức ăn, mình đang cho nó ăn cá, mình thay con mình cho nó ăn hột vịt lộn á, thì phân nó hơi lỏng lỏng chút xíu á mà nó vẫn ăn bình thường thì không sao, nó không đừng có hoảng, để theo dõi. Sợ là tiêu chảy bỏ ăn thôi, mà tiêu chảy mà vẫn ăn bình thường thì không sao hết. Còn mình ăn đó nó hơi đó đó, em thấy kỹ. Còn cá thì mình cố gắng mình cho nó ăn cá càng tươi càng tốt, đừng có qua đông, đừng có qua đông, tại vì cái con chồn mình nó ăn mặn cá mà nó còn máu thì nó sung lắm, nó khỏe mạnh lắm, khỏi cần ăn chín ăn gì đâu. Em cứ làm ruột sạch sẽ hết, làm ruột cá sạch sẽ hết, thảy vô là ăn liền. Đánh giải sạch sẽ hết ha. Đánh giải sạch sẽ, móc ruột ra, tại vì cái ruột con cá nhiều khi nó ăn cái này cái kia rồi đó, mình lóc ruột hết, bỏ vô cá tươi. Ở cho em có cua đồng không? Không có cua đồng mình có ba khía. Ba khía có. Ví dụ như có thì hai ngày cho nó ăn lần, hoặc là ngày cho nó ăn con gì đó. Chúng ta mình đập chép bỏ vô thôi ha. Đúng tự rồi. Cua ra nó ăn xong. Đập mình đập ra là tự nó vô nó ăn à, nó thích ăn cua đồng với ba khía. Lương lịch rồi đó, thích lắm. Mấy con tươi tươi, mấy con lịch lương ra em thảy vô nhảy là khoái lắm. Bỏ luôn cá qua đồng, bỏ luôn cá phi. Lưu ý là mình cho ăn cá trước, sau đó mình phải cho ăn trái cây, cho ăn chuối sau. Khoảng tiếng hay tiếng sau cho nó ăn hết cá thì mình hãy cho nó ăn. Ăn có cái giờ ha, dắt. Đó là giống như là con chồn của mình á, là nó thích ăn cái đồ trái cây lắm, thích ăn chuối lắm, con nào cũng vậy á. Anh thấy từ con nhỏ đến con lớn cũng nó thích ăn chuối lắm. Mà khi mình bỏ chuối với cá vô là nó ăn chuối trước, nó ăn cá sau. Mà nó ăn chuối trước nó no, nó bỏ cá. Em phải cho nó ăn cá, tại vì ăn cá nó mới có đạm, nó mới phát triển. Như con bự này vậy là nó ăn có bằng trái chuối không? Hai trái chuối, hai con cá, tùy theo nhỏ hay lớn. Hai trái chuối, hai con cá tùy theo nhỏ hay lớn. Đó. Ví dụ mình thấy cái con nào nó phát quá, nó có hướng mà mập á, mình giảm bớt lại, cắt bớt lại. Đó, đơn giản thôi. Mình theo dõi hàng ngày, mình đi mình nhìn đó, con nào nó mập quá hay là như nào mình cắt bớt giảm thức ăn lại, còn con nào thiếu thì mình tăng lên, mình điều chỉnh cho nó phù hợp, chứ không phải là con nào cũng hai con cá hai chuối, con nào cũng hai cá không được. Mình phải uyển chuyển theo cái con vật nuôi của mình. Ví dụ như cái con đó nó đã dư rồi, mình cho nó ăn ít lại chút, con nào thiếu mình cho ăn nhiều vô đó.
dụ như mình ăn cho nó ăn vậy đi, thì thức ăn nó thừa vậy rồi sao mình... Nó thừa thì anh dội anh rửa nè, mấy thức ăn thừa nè dội rửa xuống là cái trong một ngày hay sao? Trong một ngày là xong rồi. À, nó ăn còn có những kỳ những đầu những xương rồi nó bỏ lại phải không? À, bỏ xuống mình rửa. Rửa vệ sinh nè. À, mấy cái này cái thừa nè, mấy cái này nó không ăn nè. Cái này mình rửa cho sạch. Buổi chiều mình dọn dẹp vệ sinh cho nó sạch xong mình mới cho nó ăn lại. Rồi cái này á mình đẩy xuống dưới cho cá chê ăn. Đó, à, cho cá chê nuôi cá chê ở dưới. À, ở dưới anh đang nuôi 4 5 mùn cá chê ở dưới đó. Bữa nào mình lấy cá chê lên cho nó ăn lại. À. Cá chê mình cho nó ăn giống như là cho nó ăn phụ thôi. Cái thức ăn chính vẫn là cá phi. Cá phi cá phi vẫn là tốt. Cá phi với chuối. Em lưu ý là khi mình thay đổi thức ăn đột ngột quá mình cho nó ăn ít thôi, đừng có cho ăn nhiều quá. Ví dụ như em đang cho nó ăn cá phi mà em muốn tập cho nó ăn cua hoặc là cá đối hoặc là cá gì khác á thì em phải cho nó ăn 50-50 nhấp thử một cái. Ví dụ như cho ăn con cá phi, cho ăn con cá đối. Để khi nào mà nó ăn cảm thấy nó quen cái đường ruột rồi mình ngắt ngang luôn, từ từ thôi, đừng ngắt đột ngột quá. Ở đây anh thường là cho ăn cá phi ha. Ừ, thường là thức ăn chính của nó là cá phi à. Cá rô phi mình đó. Cá phi nó dễ kiếm hơn những loại cá kia. Cá phi dễ kiếm mà nó rẻ nữa. Ở địa phương nhiều mà, ví dụ vùng vuông của em là nhiều mà, phải không? Vùng vuông nhiều á. Thế mấy ba ngày nó ngủ hết à. Ba ngày nó nằm nó ngủ. Hả? Tròn nó đẻ xong rồi nó lên nữa, nó lên ký nữa. Đẻ xong nó lên 100-200 gram vậy đó. Nó đẻ rồi nó lên ký. Ừ, nó đẻ là nó lên ký. Ngủ. Ừ, ngủ hết. Lứa tơ, lứa hậu bị gì cũng có bầu cũng có, con này mang bầu cũng sắp đẻ nữa. Con này đang có bầu. À, wow. Dữ. Còn nhiều giai đoạn mà tới giai đoạn phối giống nè. Cái nào mới nó phải có thầy và hỗ trợ. Đúng rồi, cái nào mới cũng gặp nhiều khó khăn hết. Chứ mà đâu có thời gian nào mà nhảy vô khó mà bước vô nó nói cái thì cái đó. Thì cái nhiệm vụ của mình á mà không phải là mình chỉ giao con giống, bán con giống cho khách xong, mình phải hỗ trợ kỹ thuật cho bà con nữa. Ví dụ như thì cũng giống như bao người khác thì chuồng trại dần, mạng xã hội cũng chẳng có bán đầy ha. Đúng rồi. Nhưng mà em thì hầu hết là em thích cái chỗ nào thứ nhất có uy tín, thứ hai là rõ nguồn gốc, thứ ba là được hỗ trợ. Đúng rồi. Cái thật mình dành đuổi nó dễ hơn. Nhiều khi khách anh nói thật ra, nhiều khi khách á, người ta không phải người ta mua con tròn của mình mà là người ta mua cái uy tín của mình á. Chứ thật sự em nghĩ đi, người mới mà, cái người mà mới nuôi á là nhiều khi em nói con tròn vậy vậy người ta biết vậy vậy chứ nhiều khi không có rõ cái nguồn gốc của, bằng cái người ta nuôi. Người ta nói là cái người mua dễ lầm với người bán không bao giờ ta lầm, phải không? Người bán người ta chỉ bán thôi. Đó. Còn cái uy tín á của trại mình á lâu dài, 1-2 tháng sau, 3-4 tháng sau hoặc là 1-2 năm sau á là người ta nuôi người ta sẽ biết được là cái con giống có chất lượng hay không, không có như thế nào đó là cái thời gian nó sẽ trả lời cho khách biết. Đây anh hoạt động chạy, anh hoạt động đây 8 năm rồi mà, từ con la le, con chích cồ tới chồn hương mà hoạt động 8 năm rồi. Đây ngoài chồn qua còn có la le này kia. Ngoài chồn ra thì anh có la le với chích cồ, anh có mấy chạy ở sau á, ngay chạy chồn tới ba con vật nuôi chủ lực ở bên chạy. Đầu tiên đó là con le le, kế đến là con chích cò, tới con trồng hương là ba con chủ lực của bên trại anh đó. Thì em bắt giống ở bên trại thì giấy tờ nguồn gốc thì đầy đủ rồi, khỏi lo cái chuyện đó, giấy tờ pháp lý thì đầy đủ rồi, không? Thì mình hỗ trợ khách hàng cũng như là khâu chăm sóc khách hàng đó, giống như là từ A cho tới Ớ luôn rồi, chứ không phải là bán xong là giống như là bảo hành 15-20 ngày đó. Anh thấy mấy cái đó không quan trọng. Quan trọng là cái kỹ thuật sau này đó. Tại vì đâu phải nuôi cái con vật nuôi, đâu phải mình nuôi một ngày hay bữa đâu. Đúng mình rồi. Nuôi nó có nhiều nào, rồi cách
nó chăm sóc như thế nào còn phải phụ thuộc vào cái chủ nuôi trước. Còn cái nhiều bà con hỏi mình là có bảo hành hay không, em nói là gần như là bảo hành trọn đời rồi. Bảo hành trọn đời là lý cái do là không phải, ví dụ như mình vẫn là con tròn, mình biết là xích trong trại ra đó, mình vẫn sống 15-20 ngày bảo hành vẫn bình thường, không có gì hết trơn á, 1-2 tháng sau cũng vẫn bình thường. Nhưng mà sau cái bảo hành đó sẽ như thế nào, ví dụ như em mua về đi, con chồng em bảo hành cho em 1 tháng đi, rồi sau cái bảo hành đó lỡ như có rủi ro hay là có khó khăn gì, ai sẽ là cái người hỗ trợ em trong cái vấn đề đó, hơi đúng không? Còn anh sẽ là giống như là hỗ trợ cho khách hàng suốt trong cái quá trình chăn nuôi đó, đến giai đoạn nào cần cái gì, có gì không hiểu thì cứ nhắn tin hoặc là cứ gọi video gì đó coi lại trực tiếp để mình hỗ trợ cho nó kịp thời hơn là như vậy. Còn cái chuyện bảo hành đó là bình thường thôi, chuyện bảo hành đó là giúp mình tin tưởng hơn thôi đó. Còn thí dụ như có những chỗ nó bảo hành xong 15-20 ngày rồi xong rồi có gì nó không thèm quan tâm gì đó thì sao, đúng không? Nó trách nhiệm của mình nó còn hơn cái bảo hành đó nữa, nó là như vậy. Bây giờ nói chung là ai cũng kinh doanh nhưng mà quan trọng là chữ tín là hàng đầu. Đúng rồi, uy tín là thì anh làm gì trước giờ vậy, cái uy tín của mình là nó mới lâu dài được. Còn kiểu mà nhiều người bán lắm, anh thấy nhiều người mà mất tiền lắm, mất tiền ngoan lắm, gặp như mấy cái hàng mà không rõ nguồn gốc á, dính hàng rừng. Em cũng có mấy người bạn cũng bị dính cái vụ hàng rừng này nè, dính hàng rừng chụp hình ở đâu trang trại nào không biết, cái đồ đưa lên phóng lên có đồ cũng kêu giá rẻ đó. Đúng rồi, cứ cho cái trại là giá rẻ bèo luôn, rẻ bèo mà mua về nuôi không hiệu quả. Đúng rồi, thì tiền mất là đập mang. Tại ham của rẻ thì nó chịu đó. Đó là gì, thường là cái giá nó đã chuẩn rồi. Ví dụ như trước khi mình đến trại nào đó thì mình cũng tham quan tham khảo ít nhất là 2-3 trại trước rồi, cái giá nó cũng không có chênh lệch. Ví dụ tùy theo cái giống tròn nữa, có những chỗ nó bán rẻ hơn thì giống như con giống tròn nó nhỏ ký hơn, hoặc là nó không chuẩn giống thì có thể nó rẻ hơn. Còn nếu mà đã chuẩn rồi thì hầu như là anh thấy ở đâu nó cũng ngang với nhau, nó không có xê lệch mấy. Đừng có ham rẻ. Đừng có ham rẻ, cái giá của nó thị trường như vậy, cái lệch nhau không có nhiều nữa, hết cái chỉ tính. Đúng rồi, đó là vậy. Ví dụ như con tròn bố mẹ nó, con tròn đực nó 6 ký mấy nó khác, đúng không? Con tròn nó 5 ký, 4 ký nó khác. Còn cái nó 4 ký mấy, 5 ký nó ra con nó sẽ khác. Nó là như vậy, giá nó sẽ khác. Nè, đực, đó. Đực giống 6 ký mấy, con cái 4 ký mấy, 5 ký. Rồi em nghĩ đi, nó ra con nó sẽ như thế nào? So với con tròn ví dụ như 3 ký, cái 3 ký, 3 ký rưỡi, đực 4 ký, 4 ký rưỡi, nó khác nhau hoàn toàn. Nó cũng là con tròn vậy đó, nhưng mà nó khác nhau. Mà khi em nuôi về á, em mới thấy. Em nuôi về 4-5 tháng sau em mới biết cái sự khác biệt. Ví dụ như con tròn bự con em nuôi 4 tháng là có thể là nó gấp đôi với con tròn nhỏ con, nó gấp đôi hơn. Sao mà mấy tháng sau mình nuôi mình mới biết. Còn thắc mắc gì nữa không? Quá mưa, bữa nay mưa bão các bạn ơi, quá bão luôn. Lâu lâu quay clip bên tròn mà gặp bão. Bà con cố gắng lắng nghe cho mình nha. Sau này cái năm sau anh sẽ thay cái này là bà mũ, tại vì năm đầu làm á mình nghĩ nó ở trong mát nó không có bị mục á, mà cuối cùng nước nhiều quá nó cũng bị mục ra nó. Em có làm ở trên mặt đè hoặc là bà con nào có làm trên mặt đè trên ao á, rút kinh nghiệm đừng có làm dán, đổ bê tông hoặc là làm mũ á, sạp mũ á. Em thấy nhầm chỗ là tấm tôn thế này nè, độ dày á. Cũng được nữa. Thấy cũng ok lắm đó. Thì đó, anh tính hết mùa này anh sửa lại cái này nè, cái rút kinh nghiệm cái sàn này nè. Thì mỗi một chỗ như vậy á là mình rút ra một cái kinh nghiệm.
rút ra cái kinh nghiệm anh đi giao lưu với mấy anh em trong hội trong này kia rồi đó, mấy anh em ở tỉnh khác đó, mình rút ra để về mình lấy làm cái riêng cho mình. Thì mỗi anh em họ chỉ cho chút từ từ có kinh nghiệm thôi chứ tự nhiên đâu biết được. Cái sáng tạo á, mình lại tham quan nhiều thứ. Đúng rồi. Thấy vậy. Cái này chắc anh sáng chế rồi. Tự làm hết. Cái đầu tiên mới thấy là trên TV là làm chính á. Rồi. Tự mình nghĩ ra mình thiết kế thôi. Chứ không ai chỉ mình hết đó. Giống như mình nghĩ ra mình thiết kế cho nó phù hợp với cái địa hình của mình. Cho nó phù hợp. Nhiều người nó làm kính tối, còn ai anh làm hở sáng là vậy. Rồi ta nuôi yên tĩnh không, anh nuôi ồn ào là nó thích chơi với môi trường, cày được cái môi trường. Đúng rồi. Cái gì ở những cái nơi mà nó ồn ào hay là nó thoáng mát hay là nó yên bình, tạo con giống nó như vậy nó quen. Còn người nuôi cho bóng tối cũng quen rồi, bây giờ cái con giống họ như cái gì, cái đều khác, không hợp. Đúng rồi, không hợp. Bây giờ anh nuôi là buổi sáng là nắng sáng nó chiếu vô trại, nắng sáng nó chiếu vô trồng con trồng lứa nuôi qua cái dãy mặt trời lên rồi nè, để cho nó lấy được ánh nắng buổi sáng. Thường á buổi sáng nó lên khoảng mười mấy 20 phút là nó đi qua cuốc qua anh kéo cái màn này lên, ban đêm anh sổ xuống, ban đêm cho nó chạy xuống là nó giữ được cái gió ban đêm ấm trại mình, ban ngày thông thoáng, đảm bảo là thông thoáng. Thì, em nuôi mà xuống nhiều quá bắt đầu cái phân á với nước tiểu đó nó lên cái mùi dữ lắm, nó bốc cái mùi lên dữ lắm, mình nuôi kính không thích hợp. Anh thấy nuôi kính không thích hợp, kính quá anh thấy vô là thấy trại anh thông thoáng này quá thông thoáng không. Anh em xịt dội giống ăn đỡ nhân công, đỡ nhiều. Thích hợp công nghệ quét, em thấy mình quét dọn mà như vậy đây cũng mất thời gian nhiều lắm, mà mình dội nó xuống luôn, mà xịt nước nó xuống. Nuôi hai đầu nè, vừa lấy phân để nuôi cá, cái đầu hai đầu mình lấy phân nuôi cá, rồi mình lấy cá lại nuôi tròn. Tính vậy đó mà không có dư nữa. Tiết kiệm. Tiết kiệm đó ra. Nói chung là mình làm cái gì á mình tiết kiệm được thì tốt. Ở địa phương mà. Ở nông thôn mà. Mình cái gì có sẵn mình tận dụng những cái có sẵn á. Nó giảm đi cái chi phí chăn nuôi của mình. Rồi em nuôi một con, hai con á. Em thấy tiền thức ăn nó không có nhiều hết trơn á. Mà em nuôi 10 con, 20 con, 100 con đi, 200 con đi, có những trại lớn người ta 1-2 ngàn con á. Em thấy cái tiền thức ăn đầu vô là mệt lắm á, gói lắm á. Đó. Thì ở quê mình có cái gì mình tận dụng cái đó sẵn. Giống như có mật ao, mình tận dụng mật ao. Mình nuôi cá, mình lấy cá lại cho tròn ăn. Có nhiều người ở thành phố người ta đâu có ao đâu, người ta cũng tiếc lắm. đâu là chưa biết ra được. Có người đất hẹp mà người ta không có đào ao được, người ta cũng tiếc phải không? Mình phải có, mình mới tận dụng. Nói còn cái cách cho ăn á, tí nữa anh chia sẻ, tí nữa anh chia sẻ đâu anh. Quá lớn, vừa quá lớn, ngừng chút đi Nguyễn này, tắt chút đi. Sáng mình phải cho ăn cá. Bắt đầu quen từ từ mình cho nó ăn cá từ từ vô. Về chỗ lạ nhiều khi nó chối nước hoặc là nó lạ thức ăn á, mình cho ăn nhẹ thôi. Cho nó đói đi, rồi cho nó ăn thêm một miếng men tiêu hóa, một miếng men tiêu hóa ống của người ta. Em ra tỉnh thuốc tây á, em mua cái men tiêu hóa ống của em bé á. Chứ thường xuyên cho nó canxi vô nha. Canxi là một là em cho canxi tự nhiên là cua ốc này kia rồi đó, cua ba khía rồi đó. Còn hai là em cho nó uống canxi của trẻ em á, canxi hu câu cổ á. Cái đó là nó dễ uống, ra thuốc tây mua có hết á.
canxi hu cầu cổ, thằng cầm đi Nguyễn. Rồi nói chung là nãy giờ con chia sẻ cũng là cũng cơ bản rồi ha, đúng không? Chia sẻ cho em cũng cơ bản cái kỹ thuật nuôi chồn con rồi chuồng trại này kia đó ha. Bây giờ bàn giao lại con giống này cho em ha. À, cái này là con được khác bầy với con cái đó. Được lớn tháng hơn khác bầy luôn cho nó đỡ trùng huyết, giảm trùng huyết. Rồi bây giờ chắc vậy ha. Rồi chắc có thể chào bà con đi ha. Rồi bye bye chào con đi. Trời mưa nãy giờ quá lớn luôn, nói chuyện nhiều khi không nghe các bạn ha. Rồi ok.